Rồi. Nhắm mắt vào, thôi đi. Nào, nói đi. Tức thì năm nay được trúng việc lắm. Giải cao nhất. Cú nhít xe mẹ trời con vương. Mười bốn tháng hai năm sau cho mít đi đi ăn lẩu nhá. Năm sau cho mít đi ước. Mười bốn tháng hai năm sau cho mít đi đi ước với mẹ nhá, đi ăn lẩu nhá, ngồi ở đây nhá.